Hội y pháp môn độ được hàng hà sa số đại hữu tình của cõi Phật ấy, làm cho tất cả đều vào vô dư niết bàn. Như cõi Phật đây, có sự việc như vậy, nếu hàng hà sa số thế giới khắp mười phương cũng lại như thế. Tuy có vô số chư Phật Thế Tôn qua vô số thời, thuyết vô số pháp, độ thoát vô số hữu tình, đều chứng vào vô dư niết bàn, nhưng cõi hữu tình cũng không tăng không giảm. Vì sao? Vì tự tánh của các hữu tình là lìa, là không bờ bến, nên không thể tăng giảm. Xá Lợi Tử nói, mạn thù thất lợi, nếu tự tánh của các hữu tình là xa lìa, không bờ bến, không tăng giảm, thì do yếu tố nào Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề muốn vì hữu tình thường thuyết diệu pháp? Mạn thù thất lợi nói, Xá Lợi Tử, tôi nói hữu tình đều không thể đắc, và đâu có Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề mà muốn vì hữu tình thường thuyết diệu pháp. Vì sao? Vì các pháp rốt ráo bất khả đắc. Phật bảo đồng tử mạn thù thất lợi, nếu các hữu tình đều bất khả đắc, thì làm sao thiết lập cảnh giới của các hữu tình? Mạn thù thất lợi thưa, Bạch Thế Tôn, cảnh giới hữu tình ấy chỉ là giả thiết lập. Phật bảo, mạn thù thất lợi, nếu có người hỏi ông, có hữu tình này có bao nhiêu? Nếu hỏi như vậy, ông sẽ trả lời thế nào? Bạch Thế Tôn, con sẽ đáp, số lượng cõi kia nhiều như Phật Pháp vậy. Mạn thù thất lợi, nếu lại hỏi ông, cõi hữu tình kia số lượng chừng nào? Hỏi như vậy, ông đáp ra sao? Bạch Thế Tôn, con đáp thế này, số lượng cõi hữu tình như cảnh giới chư Phật. Mạn thù thất lợi, nếu có người hỏi, cõi hữu tình thuộc về đâu? Hỏi như vậy, ông trả lời thế nào? Bạch Thế Tôn, con sẽ đáp, chỗ thuộc về của cõi kia giống như Phật, rất khó nghĩ. Mạn thù thất lợi, nếu có người hỏi, cõi hữu tình kia trụ ở chỗ nào? Hỏi như vậy, ông trả lời thế nào? Bạch Thế Tôn, con sẽ đáp, nếu xa lìa bờ ô nhiễm là chỗ pháp nên trụ, tức là chỗ cõi hữu tình nên trụ. Mạn thù thất lợi, ông tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được trụ chỗ nào? Bạch Thế Tôn, con tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, hoàn toàn không có chỗ trụ. Mạn thù thất lợi, không có chỗ trụ thì làm sao có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu? Bạch Thế Tôn, do không có chỗ trụ nên con tu được Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mạn thù thất lợi, đối với thiện và ác, ông tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tăng pháp nào, giảm pháp nào? Bạch Thế Tôn, đối với thiện và ác, con tu Bát Nhã Ba La Mật Đa không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, đối với tất cả pháp, con tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa xuất hiện ở thế gian chẳng vì sự tăng giảm của tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không vì vứt bỏ pháp của phàm phu vân vân, không vì nhận lấy tất cả Phật pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không vì bỏ pháp này được pháp kia mà phát khởi. Bạch Thế Tôn, tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không vì chán lìa tội lỗi của sanh tử, không vì vui thích công đức niết bàn. Vì sao? Vì người tu pháp này còn không thấy sanh tử, không thấy niết bàn, huống gì có chán lìa, có vui thích. Bạch Thế Tôn, tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không thấy các pháp có kém, có hơn, có mất, có được, nên bỏ, nên lấy. Bạch Thế Tôn, tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không đắc các pháp nên thêm hay nên bớt. Vì sao? Vì chân pháp giới chẳng phải có thêm hay có bớt. Bạch Thế Tôn, người nào tu được như vậy gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp chẳng thêm chẳng bớt thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp không sanh không diệt thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp chẳng thấy tăng giảm thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp chẳng thấy sanh diệt thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp không có sự suy nghĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều không có sự mong muốn, được mong muốn, người mong muốn và điều mong muốn đều chẳng chấp trước thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy các pháp có tốt có xấu, có cao có thấp, gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu.
Lại nữa, Bạch Thế Tôn, khi tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, các thiện nam tử vân vân không được hơn thua trong các pháp, nghĩa là hoàn toàn không thấy pháp này hơn pháp kia kém. Đây là chân Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chân như pháp giới, pháp tánh, thật tế, không có sự hơn kém. Nếu tu như vậy, gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi, diệu pháp của chư Phật không hơn sao? Mạn Thù Thất Lợi thưa hỏi, Bạch Thế Tôn, diệu pháp của chư Phật không thể nắm bắt được nên cũng không thể nói là hơn hay kém, chẳng lẽ Như Lai không chứng được các pháp không? Thế Tôn đáp, đúng vậy, đồng tử. Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật, Bạch Thế Tôn, trong các pháp không, đâu có sự hơn kém. Thế Tôn khen, hay thay, đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như lời ông nói. Mạn Thù Thất Lợi, pháp của Phật chẳng lẽ không phải là vô thượng? Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, tất cả pháp của Phật tuy thật vô thượng, nhưng ở trong ấy, không có pháp nào có thể đắc, nên không thể nói pháp của Phật là vô thượng. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, khi tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, các thiện nam tử vân vân chẳng muốn nắm giữ tất cả pháp của Phật, chẳng muốn điều phục các pháp của phàm phu. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đối với tất cả pháp của Phật và pháp của phàm phu, chẳng muốn tăng thêm và điều phục, vì đối với tất cả pháp không phân biệt. Nếu tu như vậy thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì các thiện nam tử vân vân chẳng thấy các pháp có thể suy nghĩ, có thể phân biệt.